Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết đầu tiên của năm mới 2023. Xin chúc quý vị khán giả một năm mới dồi dào sức khỏe, may mắn và vạn sự như ý. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày mai không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường tác động đến các tỉnh miền Bắc của nước ta. Về đêm và sáng trời nhiều mây, mưa nhỏ chỉ xuất hiện cục bộ tại một số tỉnh thuộc ven biển như là Quảng Ninh, Hải Phòng. Sau đó vào ban ngày trời phổ biến tạnh giáo, trời tiếp tục ở ngưỡng trời rét. Riêng một số nơi thuộc vùng núi cao tại Lạng Sơn, Hà Giang và Lào Cai xuất hiện rét đậm, rét hại. Ban ngày trời chuyển ấm áp hơn, nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng là 17 đến 20 độ. Với các tỉnh Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Phú Yên có mưa rào. Riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Phú Yên cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Mưa sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới. Còn về nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ ban trưa sẽ vào khoảng 18 đến 21 độ. Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận là 25 đến 28 độ. Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, do đang trong thời kỳ mùa khô của khu vực này nên mưa xảy ra không nhiều. Lưu ý trong đêm nay sáng mai, các tỉnh thuộc ven biển Tây Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rải rác. Vào ban ngày trời phổ biến có nắng, nhiệt độ ban trưa sẽ khoảng 25 đến 28 độ ở các tỉnh Tây Nguyên và 28 đến 31 độ ở các tỉnh Nam Bộ. Trên biển khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa không mưa, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển phía tây khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây của quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông, gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc bản tin chung tại đây. Tiếp theo là dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ cao nhất 17 đến 20 độ, có nơi cao hơn. Thời tiết tỉnh